thả tôi ra. Nếu không muốn bị thương thì đứng yên đi. Cây kiếm này không có mắt đâu. Còn ngươi, chiếc chìa khóa vô ơn kia, nếu ngươi không bay lại đây thì ta sẽ giết chết ân nhân của ngươi đó. Ông thật độc ác. Không không, ngươi đừng hòng lộng đến thằng bé. Ta sẽ bà già vô dụng như ngươi thì làm được gì chứ. Bà ơi, bà ơi, bà có sao không? Bà ơi, bà đừng bỏ cháu. Bắt được rồi. Để xem ngươi chạy đằng nào nữa. Thả tôi ra, đồ độc ác. Bà không sao đâu, nhưng cháu đừng để mất điều ước của mình nha. Người dám. Bà ơi, bà có sao không? Bà ơi, bà cố chịu thêm chút nữa, cháu sẽ đi gọi thầy thuốc. Không cần đâu, cháu hãy cùng chìa khóa vào rừng tìm điều ước của mình đi. Ta biết mình không qua khỏi đâu. Bà ơi, bà đừng nói vậy, bà đừng bỏ cháu một mình mà. Bà xin lỗi vì đã khiến cháu khổ sở lâu nay. Nếu có kiếp sau, ta vẫn muốn làm bà của cháu. Lúc đó bà hứa sẽ chăm sóc cháu thật tốt. Bà ơi, bà đừng nói vậy, bà cố thêm chút nữa thôi, cháu đi gọi thầy thuốc tới ngay đây. Hãy ước một điều ước ý nghĩa nha, đứa cháu tốt muộn của bà. Bà ơi, bà đừng bỏ cháu mà bà ơi. Tôi xin lỗi. Cảm ơn vì đã an ủi tôi. Nếu không cứu tôi, bà cậu đã không có chuyện gì. Tôi đúng là chiếc chìa khóa mang đến điềm gỡ. Cậu đừng nghĩ vậy. Người ta nói chỉ có người may mắn mới gặp được chìa khóa vàng thôi. Từ trước đến nay, rất nhiều người vì tôi mà hãm hại lẫn nhau. Tôi chẳng thấy may mắn gì cả. Chủ nhân cuối cùng của tôi cũng bị người thân hãm hại, nên mùa đông mới kéo dài mãi. Cậu kể thêm đi, tôi rất muốn biết sao mùa đông lại kéo dài mãi mãi. Tôi sẽ kể cho cậu nghe câu chuyện về mùa đông này. Ngày xưa, vùng đất này có đủ 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông. Nhưng có một tên bạo chúa ước mình có thể điều khiển thời tiết. Tuy nhiên, không lâu sau đó, hắn đã bị ám sát vào một đêm mùa đông. Chính vì thế, không còn ai điều khiển thời tiết, và vì thế, mùa đông kéo dài mãi mãi. Khu rừng này trước kia có rất nhiều cây cỏ muôn thú, cảnh sắc đẹp vô cùng. Tôi cũng muốn được nhìn thấy 4 mùa. Từ khi sinh ra thì tôi đã sống trong mùa đông rồi, tôi chưa từng biết những điều khác. Vậy chúng ta hãy đi tìm điều ước thôi. Nhưng tôi có nhiều điều ước quá. Nếu gặp được rương thần, tôi sẽ ước điều gì đây? Lúc ấy tự nhiên cậu sẽ biết câu trả lời thôi. Nhưng tôi tin đó là một điều ước tốt đẹp. Không ổn rồi, có vẻ như bão tuyết sắp tới, chúng ta sẽ bị tuyết chôn vùi mất. Hôm trước tôi bị kẹt dưới hồ băng cũng vì một cơn bão như vậy. Chúng ta tìm chỗ trú bão đi. Chú thỏ kia sẽ bị bão tuyết nhấn chìm mất, phải cứu cậu ta nữa. Cảm ơn cậu. Hãy đi về hướng đông, ở đó có một gốc cây rất lớn. Một chú thỏ biết nói sao? Vì cậu ta ở gần tôi nên cậu mới hiểu được ngôn ngữ của cậu ta đấy. Nhanh chân lên, cơn bão sắp tới rồi. Hãy trốn mau vào đây đi.
mùa đông thật lạnh lẽo và đáng sợ. Nhưng đừng lo, tôi sẽ cứu vùng đất này. Chúc cậu may mắn. Trên đường đi, nếu đói thì hãy ăn tạm những hạt kê tôi đưa nhé. Dù sao thì cậu cũng phải sống để tìm được điều ước trước đã. Cậu cũng cố gắng đợi mùa xuân tới nha. Đi qua chiếc hang này chúng ta sẽ tới nơi. Nhưng hãy cẩn thận đó, rất nhiều người đều mắc kẹt trong chiếc hang này. Phải đối mặt thôi. Chìa khóa ơi, cậu ở đâu rồi? Tôi không thấy gì hết. Ánh sáng, có khi đó là đường ra. Chìa khóa ơi, cậu ở đâu? Tại sao mình lại quay về làng? À, thật kỳ diệu, mình đã về đến nhà rồi. Bà nữa. Ôi, đứa cháu ngốc nghếch của ta. Bà sẽ mãi mãi ở bên cháu, không đi đâu hết. Tay bà ấm quá. Con trai, mau rửa tay rồi vào ăn cơm nha con. Mẹ, cha, con nhớ cha mẹ quá. Từ giờ trở đi, cha sẽ luôn ở đây bảo vệ cho con. Mẹ sẽ nấu thật nhiều đồ ăn ngon cho con. Cha mẹ đừng bỏ con nữa nha. Trước khi ăn, con phải đi thay đồ cho sạch sẽ cái đã. Mẹ mua cho con rất nhiều quần áo đẹp đó nha. Quần áo mới? Thật sao? Đương nhiên rồi. Một cậu bé ngoan luôn xứng đáng có quần áo mới. Mình không cần đi tìm điều ước nào nữa. Điều mình mong muốn nhất đã có ở đây rồi. Thật là hạnh phúc quá. Tại sao cháu không bỏ chiếc khăn cũ kỹ trên cổ đi? Trông nó thật là nghèo nàn. Đúng rồi đó, bỏ nó đi. Mẹ mua rất nhiều khăn cho con mà. Nhưng đây là chiếc khăn quý giá nhất đối với con. Nó có quý giá bằng ta và ba mẹ của cháu hay không? Nó quý giá hơn bữa ăn thịnh soạn này sao? Quý giá hơn cả quần áo mới con đang mặc à? Chiếc khăn này là món quà kỷ niệm của bà cho con. Sao mọi người lại ghét nó chứ? Cha mẹ, họ đã mất rồi cơ mà. Còn bà thì vừa bị lãnh chúa hại. Có điều gì đó lạ lắm. Cuộc sống giàu có này là của mình sao? Không, đây không phải là thật. Còn nói gì vậy? Mau tháo chiếc khăn cũ ấy ra, rồi ăn cơm thôi. Có chuyện gì vậy? Sao cháu lại khóc? Cha, mẹ, bà, cảm ơn vì đã gặp con một lần nữa. Nhưng con không thể ở đây được. Những thứ này không thuộc về con. Đây chỉ là một giấc mơ. Chắc chắn là như vậy. Cậu đã thấy ảo giác gì vậy? Cậu có biết là mình đã hôn mê 7 ngày rồi không? Thì ra đó chỉ là ảo giác. Tôi còn tưởng mình đã mơ một giấc mơ kỳ lạ. Những ảo giác đó thực ra là bẫy. Nó cho ta thấy điều ta mong muốn nhất. Nhiều người đã không thể tìm thấy điều ước mà mãi bị kẹt trong cái bẫy chết người này. Tôi tưởng mình đã gặp lại bà và cha mẹ của mình. Nhưng đó chỉ là ảo giác. Không sao đâu. Tin vui là cậu đã vượt qua thử thách này. Khi tìm thấy điều ước, cậu có thể ước ảo giác ấy biến thành sự thật. Vậy là chúng ta sắp đến nơi. Gần như vậy. Trước mắt chúng ta còn một thử thách nữa thôi. Khi nào cậu sẵn sàng, chúng ta sẽ đi tiếp. Vậy thì đi thôi, tôi không muốn lãng phí thời gian.
Ngươi đưa chiếc chìa khóa cho ta ngay từ đầu thì có phải đỡ mất công không? Tại sao ông lại ở đây? Thả cậu ấy ra. Ta nói ngươi là kẻ ngốc đâu có sai. Ngươi không đáng có được chiếc rương ấy đâu. Đồ ngu ngốc. Đừng nghe lời ông ta nói. Cậu không ngu ngốc. Thả ta ra. Đoán xem, nếu các ngươi có được điều ước, các ngươi sẽ ước điều ngu ngốc gì? Một ngôi nhà lớn và nhiều đồ ăn ngon ư? Hay gặp lại người bà đã chết? Thật là dớ dẫn và lãng phí. Thả cậu ấy ra. Ông không xứng đáng có được điều ước. Ngươi yên tâm, thay vào đó ta sẽ ước một điều lớn lao mà những người bình thường không nghĩ ra được. Đó là một thứ quyền lực tối cao mà ta có thể điều khiển tất cả mọi người. Điều ước của ông thật độc ác. Độc ác với những người ngu ngốc như ngươi, nhưng rất hữu ích với những người tài trí như ta. Ông sẽ không có được điều mình muốn đâu. Tới mức này mà các ngươi còn to giọng à? Ta còn định mở đường rương sẽ nhân từ mà quay lại cứu ngươi, nhưng giờ thì ta đổi ý rồi. Đừng để ông ta mở rương. Tôi sẽ chờ cậu. Cố lên. Đừng nhiều lời. Ngươi mau mà dẫn đường tìm rương cho ta. Không thì ta chôn cả ngươi và thằng nhóc đó. Làm mọi người thất vọng rồi. Thật là vô tích sự mà. Hãy ước một điều ước ý nghĩa nha. Đừng để ông ta mở rương. Tôi sẽ chờ cậu. Cố lên. Mình phải có được điều ước. Mình phải cứu vùng đất này khỏi mùa đông. Mình không được bỏ cuộc. Tất cả mọi người đều hy vọng ở mình. Cậu bé tốt bụng ơi, chúng tôi sẽ giúp cậu leo lên khỏi hố. Hả? Ai đó? Chúng tôi là lớp tuyết nằm dưới chân cậu đây. Sự kiên trì của cậu làm chúng tôi nể phục. Vậy thì hãy giúp tôi đi. Tôi cần tìm lại chìa khóa vàng. Tại sao cậu vẫn ở đây? Tên lãnh chúa đâu? Chúc mừng cậu. Cậu đã vượt qua thử thách cuối cùng. Tất cả chỉ là ảo ảnh của chiếc rương mà thôi. Tất cả chỉ là ảo ảnh sao? Hãy nhìn về phía trước. Chiếc rương thần. Cuối cùng mình đã làm được. Cuối cùng mình đã tìm thấy chiếc rương thần rồi. Bà ơi, cháu đã làm được rồi. Hãy đi tìm điều ước của cậu đi. Hả? Phải làm sao đây? Tôi có quá nhiều điều ước. Đoán xem, nếu các ngươi có được điều ước, các ngươi sẽ ước điều ngu ngốc gì? Một ngôi nhà lớn và nhiều đồ ăn ngon ư? Hay gặp lại người bà đã chết? Ôi, thật là dơ dẫn và lãng phí. Đây là túi hạt kê mẹ tôi để lại cho anh chị em chúng tôi, dặn rằng khi thời tiết bất lạnh có thể gieo xuống đất. Tôi tặng cậu đó. Hãy gieo hạt giống khi điều ước của cậu thành sự thật. Nhưng đây là chiếc khăn quý giá nhất đối với con. Nó có quý giá bằng ta và ba mẹ của cháu hay không? Nó quý giá hơn bữa ăn thịnh soạn này sao? Quý giá hơn cả quần áo mới con đang mặc à? Hãy ước một điều ước ý nghĩa nha, đứa cháu tốt bụng của bà. Tôi ước rằng mùa đông hãy đi qua
bốn mùa hãy luân phiên trở lại, mang đến cho con người một cuộc sống tươi đẹp. Cậu đã làm được rồi, giỏi lắm chàng trai. Hoa. Bà ơi, cháu làm được rồi. Mùa đông đã đi qua, chúng ta bắt đầu mùa xuân rồi. Cháu xin lỗi vì không thể gặp lại bà, nhưng cháu biết bà luôn ủng hộ cháu. Và kể từ đó, vùng đất này thoát khỏi mùa đông lạnh giá. Chính tấm lòng của cậu bé đã giúp dân làng thoát khỏi đói nghèo, một cuộc sống hạnh phúc và đủ đầy, chẳng ai còn phụ thuộc vào lãnh chúa nữa. Ngon quá. Hôm nay là một ngày thiệt đẹp. Ai mà đẹp thế này? Một gương mặt xinh đẹp nhất trong rừng chính là cáo ta chứ còn ai. Chào chị cáo, chúc chị buổi sáng tốt lành. Ôi, ai đây? Sao mà trông ghê quá vậy? Em là cốc tía đây. Nhà ngươi có phải là thằng cốc tía lưng đầy mụn đó không hả? Dạ em đây. Chị đang làm gì đó? Ta với nhà ngươi có chị em gì mà gọi chứ. Mau đi đi, đừng có lây những cái mụn cốc lên bộ lông xinh đẹp của ta. Em sinh ra đã mang mụn cốc này rồi. Gia đình em đều có mụn cốc trên người. Nhựa cốc trên lưng là để bảo vệ. Mặc kệ lý do gì, ta không chơi chung với kẻ xấu xí như nhà ngươi đâu. Mau đi đi. Con cô quậy, con cô quậy à, con cô quậy à. Bà cua đánh trống hay quá. Tôi đang tìm một người để cùng tôi lập một ban nhạc. Tôi đánh trống và bạn ấy hát. Hay quá, cho mình hát chung nha. Được không? Phải thử thì mới biết. Đã xấu rồi, còn hát dở tệ à. Tưởng cổ to thì hát hay, ai ngờ lại dở đến như vậy. Đừng hát nữa. À, vậy bạn dạy tôi đánh trống nha. Xấu xí mà cũng đòi đánh trống nữa hả? Nè cua, ta khuyên ngươi nên đuổi nó đi. Cả mấy cái mụn cốc xấu xí của nó đó, làm ô nhiễm nguồn nước đó. Tôi chỉ muốn chơi với mọi người thôi mà. Không ai làm bạn với nhà ngươi đâu. Mau đi đi. Thôi thôi, bạn đi đi, bạn đi đi. Mau cút đi. Tôi đi ngay, đi ngay, đừng kẹp tôi. Này cua kia, sao ngươi kẹp ta? So với vẻ xấu xí của bạn cốc, giọng cười của chị còn đáng ghét hơn. Mau đi đây, nếu không tôi kẹp đứt đôi bây giờ. Ta là câu sao, ta đi dân câu, cá ở đâu bao ra đây nào, la 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 la. Quái, cây cần câu của mình đâu rồi ta? Ai, là ai đã ăn cắp cây cần câu của mình rồi? Ai, ai vừa cười đó? Dạ, là cháu, là cốc tía ạ. Ồ hay, sao ta không thấy cháu? Cháu nấp trong lùm cây làm gì vậy? Dạ, tại cháu xấu xí nên sợ ra ngoài sẽ làm mọi người sợ và chê cười. Ồ, tưởng chuyện gì, ra đây nào, bác không sợ cháu đâu. Cháu chào bác gấu, bác đang đi đâu đó? Bác đang đi câu cá, nhưng thật là quái lạ.
ai đã lấy mất cần câu của bác rồi? Cần câu vẫn nằm trên vai bác, chứ có mất đâu. Ta lẩn thẩn mất rồi. Ủa, mà sao cháu không ở bờ hồ mà lại lang thang ở đây vậy? Dạ, tại mấy bạn chơi cháu xấu xí, không ai thèm chơi với cháu. Cháu có sao không? Bác xin lỗi nghe. Định an ủi cháu mà xem ra bác mạnh tay quá. Cháu không sao. Cốc tía nè, cháu là một cậu bé tốt bụng, rồi mọi người sẽ hiểu ra tấm lòng của cháu thôi. Cháu phải mạnh mẽ lên. Dạ cháu hiểu rồi. Cháu cảm ơn bác cháu. Cháu sẽ luôn luôn sống vui vẻ và giúp đỡ mọi người. Tốt lắm. Giờ thì hãy đi câu cá với bác nào. Chúng ta luôn vui vẻ. Ngon quá. Mình phải giết sạch mật ong này mới được. Ta là cốc tia. Chị cáo lại đi ăn cắp công sức của chị ông. Mình phải trừng trị cho cáo một bài học mới được. Chị cáo đang làm gì đó? Không được phá đám. Cút đi mau. Tổ ông cao như vậy, chị trèo lên coi chừng té đó. Sao chị không lay cho nó rớt? Nó cũng đúng lắm á. Còn cáo định ăn cắp mật ong của mình hả? Chờ đó, ta sẽ cho ngươi biết tay. Chị cáo ơi, bây giờ trông chị chẳng khác gì tôi cả. Kia, từ ngày mai ngươi không được đánh trống nữa. Vậy sao không cho tôi đánh trống? Vô lý quá. Ngươi đánh trống ôm đến giấc ngủ của ta. Đây đâu phải đất của anh. Anh lấy quyền gì mà cấm tôi? Ta chính là chúa tể Sơn Lâm. Lời của ta chính là lệnh. Ta lệnh cho ngươi không được đánh trống nữa. Thật quá đáng mà. Ta luôn vui tươi, ta là gấu xám. Ta là gấu xám, ta luôn vui tươi. Ta là gấu xám, ta luôn vui tươi. À, con cọp kia, ngươi làm cá bơi đi hết rồi. Ai cho ngươi đến đây câu cá hả con gấu to xác ngốc nghếch kia? Cút đi! Đất ở đây đều là của ta hết. Hồ cá này cũng là của ta. Thật là ngang ngược mà. Thế nào? Ngươi muốn đánh nhau với ta? Để xem ngươi chịu được mấy cú tát của ta. Thôi bỏ đi anh gấu. Anh đấu với tên cọp, dù thắng á cũng bị thương thôi, hại thân. Ta thấy mụ ông vậy mà sáng suốt đó. Thân mình ngươi to xác nhưng đầu óc bé xíu, chớ không thông minh bằng mụ ông béo đâu. Nè, ngươi nói ai béo đó? Ta nói ngươi đó. Ngươi làm gì được ta? Béo mụ béo. Biết lễ độ. Con mụ béo kia dám chích ta hả? Hãy xem ta trả thù đây. Tổ ông của tôi, các con của tôi.
Người nhớ đó, đất này là của ta. Ngày mai ta còn thấy các ngươi lãng vảng ở đây, ta sẽ cho các ngươi biết tay. Vậy ông đừng buồn, để tôi giúp chị làm lại tổ mới. Tên cọp đáng ghét đó, lần sau ta sẽ cho hắn biết tay. Chào mọi người đang làm gì đó? Ủa, sao chị ông lại khóc? Là ai phá tổ của chị vậy? Ê! Chính là tên cạp. Ngày mai bác sẽ không để cho hắn ta đắc ý đâu. Hắn sẽ làm bác bị thương đó. Bác không sợ? Nếu chúng ta cứ nhún nhường sợ sệt, chỉ càng làm hắn ta đắc ý thêm thôi. Bác gấu nói đúng. Nếu chúng ta cứ nhún nhường, tên cọp sẽ càng hống hách hơn. Nhưng chúng ta sẽ dùng trí với hắn thay vì dùng sức. Bọn bác con kia nghe mình đe dọa sợ không dám đến. Từ bây giờ chỗ này là của mình. Cọp kia, nhà ngươi có biết ta là ai không? Ai đó? Ta là Cốc Tía. Ngươi mà tránh ra, không là ta xé xác ngươi bây giờ. Ngươi có biết ta là ai hay không hả? Ta chính là chúa tể sơn lâm của khu rừng này. Nhà ngươi không biết ta sao? Ta chính là cậu ông trời đây. Nếu không tin, ta với ngươi thi tài xem ai hơn ai. Ta mà thắng là ta sẽ ăn thịt nhà ngươi. Thi thì thi, ta với ngươi thi nhảy, ai nhảy cao hơn thì thắng. Được, ta chấp ngươi đứng trước, ta đứng sau. Lừa mình, chắc chắn là tại nó ganh tị với vẻ đẹp của mình đây mà. Chúa cha, tên nào cả gan dám đụng vào ta như vậy? À, anh cọp, anh chạy đi đâu mà ghê vậy? Thằng cốc đòi ăn thịt ta. Ôi trời ơi, con cốc bé tí đó mà ăn thịt ai được chứ? Nó bảo nó là cậu ông trời đó. Hey, nó lừa anh đó. Không tin á, anh đi theo tôi đến chỗ nó, tôi sẽ trị tội nó cho anh xem. Người nói có thật không? Nếu mà anh không tin á, tôi với anh cuộc đuôi lại với nhau. Bạn cáo thiệt là thông minh. Cốc tuy nhỏ bé nhưng rất gan dạ. Trời, nguy rồi. Cọp đã trở lại cùng với cáo. Phải làm sao đây? Lần này tôi sẽ cho tên cọp biết tay. Đừng lo, tôi đã có cách đối phó. Mọi người mau trốn đi. À, cáo kia, ngươi làm gì chậm chạp vậy? Bảo ngươi nộp cho ta 2 con cọp, sao nhà ngươi lại nộp có 1 con? Sao ta nó bụng được? Hả? À, cáo này, ngươi lại dám lừa ta? Nhanh, mau đem con cọp đến đây cho ta ăn thịt. Quang hô, quang hô, bạn cóc hay quá, bạn cóc giỏi quá. Từ nay chúng ta phải đoàn kết để chống lại những kẻ xấu. Đúng, đoàn kết là sức mạnh. Xưa nay chuyện làm mưa dưới nhân gian đều giao cho thần mưa. Nhưng nay thần mưa đã già, khó lòng quản được, cho nên ta quyết định giao nhiệm vụ mới này cho ngươi. Hơ, nhưng mà thưa Ngọc Hoàng, xưa nay thần chưa làm mưa dưới nhân gian bao giờ. Chỉ sợ... Ngươi là Long Dương, trách nhiệm của ngươi là làm mưa tạo phúc cho muôn loài. Ngươi không được từ chối. Dạ... thần xin nhận. Ngươi yên tâm, vì là lần đầu nên ta sẽ sai Thiên Lôi phụ giúp ngươi làm mưa. Thiên Lôi đâu? Dạ, Ngọc Hoàng cho gọi thần. Trên miệng ngươi dính cái gì đó? Ngươi dám ăn vụng bánh của ta hả? Được rồi, từ nay chuyện làm mưa dưới trần gian ta giao lại cho hai người đó.
Chào Băng Hiền. Đây là gà của ta. Sau này chúng ta sẽ làm việc chung với nhau. Ta tặng ngươi bình nước hoa quả này, rất là ngon đó. Vậy ta cũng không ích kỷ, ta sẽ mời ngươi nửa con gà. Đi, chúng ta ra ngoài vườn ăn thôi. Vậy là Long Dương và Thiên Lôi mãi ăn uống no say mà quên mất nhiệm vụ làm mưa, khiến trần gian thiếu nước, hạn hán khắp nơi, cây cỏ lẫn động vật đang chết dần, chết mòn. Làm sao đây? Hạn hán đã 3 năm rồi, tại sao trời vẫn không có lấy một giọt mưa? Kiểu này chết mất thôi. Nước, nước, nước. Nước. Hả? Tôi khát nước quá, khát khô cổ họng rồi, khát đến mức không còn sức để bước đi nữa. Nè anh Gấu, anh hãy uống đỡ mật ong của tôi đi. Không, không. Bây giờ một giọt mật cũng rất quý, chị hãy giữ lại cho mình đi. Anh cứ nhận đi. Những lúc như thế này chúng ta phải biết san sẻ với nhau chứ. Tôi vẫn còn chịu được. Chị hãy cho cô giọt mật này đi. Tôi thấy cô sắp chịu hết nổi rồi. Nào, tôi giúp cậu. Cảm ơn. Không có hai người chắc tôi chết mất. Chẳng mấy chốc nữa chúng ta sẽ chết khô mà thôi. Tại sao đến bây giờ mà ông trời vẫn không chịu làm mưa? Có lẽ ông trời đã quên mất chúng ta rồi. Hay có khi ông đã ngủ quên. Lẽ nào phải có ai đó đánh thức ông trời vậy sao? Bác Gấu nói đúng, phải đánh thức ông trời thôi. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, không sớm thì muộn chúng ta cũng sẽ chết khô mà thôi. Cho nên tôi quyết định ngày mai sẽ đi lên trời để thưa kiện. Chúng ta chỉ là những con vật nhỏ bé, làm sao kiện ông trời lớn được? Hơn nữa, đường lên trời rất xa, chúng ta chưa đi đến đã bị mặt trời thiêu cháy rồi. Nếu không khéo còn bị trời đánh đó. Không được đâu. Ôi, công tí bị điên rồi. Tôi không điên. Nếu mọi người không đi, tôi sẽ đi một mình. Tôi nhất định kiện trời một phen, để trời làm mưa xuống cứu sống mọi người. Không có nước, cây cối cũng chết khô, đừng nói là mình. Nè, trong đây chỉ còn vài giọt mật, cậu hãy cầm theo lên đường đi. Chị cứ giữ lấy và chia cho mọi người. Em vẫn còn khỏe lắm. Một mình cậu lên đường, liệu có đi nổi không? Cậu bé tí thế này, đi chừng nào mới đến? Tuy tôi nhỏ, nhưng gan tôi lớn. Tôi tin mình có thể vượt qua khó khăn để đến được nhà trời. Cháu đúng là một cậu bé dũng cảm. Thôi, cháu phải tranh thủ lên đường đây. Mọi người cố gắng chờ cháu về nha. Tôi to xác như vậy mà gan không bằng con cóc tí. Tôi đúng là hèn nhát mà. Tôi càng nghĩ càng thấy tuyệt vọng. Ở đây đằng nào cũng chết khác. Tôi quyết định đi cùng với cóc lên kiện trời. Nhưng mà... Ông nói đúng. Hay chúng ta đồng hành cùng cóc liều lên kiện trời một phen. Mọi người đã nói như vậy thì tôi cũng xin đi theo. Chúng ta mau đuổi theo cóc thôi. Chúa tể Sơn Lâm đây. Của tôi. Của tôi. Tôi không còn đủ sức để kéo cô theo nữa rồi, cô Cáo à. Tìm cách
tháo đuôi cô ra đi. Thôi, thua rồi, gỡ được thì đã may. Cũng tại anh chết nhát á mới khiến cái đuôi của hai chúng ta dính chặt vào nhau. Hôm đó tôi làm sao biết được cô có lừa tôi hay không? Tôi lừa anh làm gì? Anh không thấy con cốc đó nó bé tí hay sao? Tôi không tin. Làm sao một con cốc bé tí như thế lại có gan trêu chọc chúa tể Sơn Lâm như tôi chứ? Chắc là nó có phép màu. Tôi chẳng hơi sức đâu mà cãi nhau với anh. Anh Cợp nè, dù gì chúng ta vẫn dính với nhau, anh hãy chia cho tôi nửa trái dừa trên tay anh được không? Anh coi đó, đôi chúng ta dính vào nhau như thế này, lỡ tôi chết thì anh phải kéo xác tôi đi, chẳng phải là vừa nặng vừa hôi thối hay sao? Cô nói cũng có lý. Thôi được, tôi sẽ cùng cô uống trái dừa này. Tôi ác quá. Chúng ta chết mất rồi. Chào anh Cợp, chào chị Cáo. Hai anh chị có sao không? Ôi, đừng ăn thịt tôi. Ôi, thằng cốc tía siêu lừa gạt kia. Ôi, lâu rồi tôi mới được một bữa ngon như thế này. Ôi, tôi sống lại rồi. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Ủa, mà mọi người đi đâu mà đông thế này? À, tôi đang định đi lên kiện trời, bắt ông trời phải làm mưa. Hai anh chị có muốn đi cùng chúng tôi hay không? Nhưng mà... Sắp chết đến nơi rồi, còn nhân với nhị cái gì? Xem cốc tí nhỏ bé mà gan dạ chưa kìa. Anh thì to xác, mà gan lại bé à. Tôi thấy hai anh chị hãy cùng đi với chúng tôi đi. Chúng ta đồng lòng thì thế nào cũng tìm được đường lên trời. Mọi người nói cũng có lý. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau đi lên kiện trời thôi. Tôi với anh Cợp bị vướng với nhau như thế này chắc là khó đi lắm đây. Không sao, để chúng tôi giúp cho. Một lần dứt, một lần đau. Chịu đau tí nha. Tôi mừng quá nên quên cả mình đang sắp chết khát luôn. Ôi, cái đôi xinh đẹp của tôi cuối cùng cũng được tự do rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đôi càng của anh vậy mà lợi hại. Chúng ta có thể dùng nó để đối phó với tướng nhà trời. Tôi xin đi theo cốc. Tôi tin với sự gan dạ và trí thông minh của cốc sẽ dẫn chúng ta đến kiện trời thành công. Tôi cũng tin như vậy. Nên tất cả chúng ta phải đồng lòng. Phải, chúng ta là một đội. Cầu vòng này là đến cổng trời rồi.
Mọi người cố lên. Hey, sao bao vất vả, cuối cùng chúng ta cũng đến nơi rồi. Ủa, sao vậy chị Cáo? Trước đây tôi có nghe nói rất nhiều người cũng tìm đường lên trời, nhưng mà chưa có ai vào được, đã bị thiên lôi đánh chết rồi. Thiên lôi nghe nói rất là to lớn, một chân có thể giẫm bẹp chi con cô nhỏ bé như tôi. Tôi còn nghe nói trên tay ông ta là một chiếc búa chém sắc như chém bùn, hơn nữa còn được hỗ trợ bởi thiên binh thiên tướng là chó và gà thần. Có gì mà phải sợ, chỉ cần chúng ta đồng lòng nhất định có thể thắng được thiên lôi. Anh Cốc nói đúng, chúng ta đã đi đến đây rồi thì không việc gì phải sợ nữa. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Tôi nghĩ chúng ta phải có một kế hoạch cụ thể mới có thể chiến đấu với thiên lôi và thiên binh thiên tướng. Chị ông nói có lý. Tôi có một kế hoạch, mọi người hãy nghe theo lời của tôi. Đằng kia có một cái chùm nước của trời, anh cua hãy vào trong đó núp. Còn bác gấu, bác hãy nấp sau cánh cửa bên trái. Anh cọp nấp sau cánh cửa bên phải. Chị Cáo, chị ông hãy nấp sau bức tượng đá kia. Còn tôi sẽ đến đánh trống kêu tới Ngọc Hoàng. Hễ mà tôi nghiến răng về phía ai, người đó hãy lao ra. Lâu rồi không nghe tiếng trống ngoài kia. Là ai cả gan dám đánh trống nhà trời vậy hả? Bộ không biết bây giờ đang là giờ nghỉ trưa hay sao? Gì? Ngươi đã đi đâu 3 ngày nay hả Thiên Lôi? Bên ngoài có người đánh trống, ngươi mau ra xem. Xin tuân lệnh. Cung đình như vậy hả? Chính là tôi đây. Là kẻ nào? Mau ra mặt đi. Tôi ở dưới này. Chính là tôi đây. Ta còn tưởng ông thần là to gan, hóa ra chỉ là một con vật nhỏ xíu như ngươi. Cái con vật xấu xí kia, ngươi là ai? Tôi chính là Cốc Tía. Ngươi đến đây để làm gì? Dám náo loạn cung đình, có biết tội không hả? Tôi đến đây để kiện trời. Hãy cho tôi vào gặp Ngọc Hoàng. Hỗn láo. Cả gan dám đến đây gây náo loạn, phá giấc ngủ của Ngọc Hoàng, lại còn không sợ chết rồi gặp Ngọc Hoàng nữa hả? Muốn định tội tôi náo loạn cung đình thì cứ gọi Ngọc Hoàng ra đây gặp tôi. Thì người nhỏ bé không hiểu chuyện, ta khuyên ngươi nên về đi là hơn. Không, hôm nay tôi nhất định phải gặp Ngọc Hoàng kiện ngươi cho bằng được. Ngài hãy mau vào báo với Ngọc Hoàng, mau mau ra đây gặp tôi. Nếu ngươi muốn chết thì cứ ngồi ở đó chờ đi. Ngọc Hoàng trăm công ngàn việc, không rảnh để tiếp chuyện với ngươi. Kẻ nào to gan đánh trống ngoài đó vậy hả? Ta đã bảo ngươi đuổi nó đi rồi mà. Bẩm Ngọc Hoàng, bên ngoài là một con cốc xấu xí, nó đánh trống đòi gặp ngài cho bằng được. Một con cốc xấu xí à? Nó đòi gặp ta để làm gì? Dạ, con cốc to gan kia đòi gặp để kiện ngài. Con cốc to gan kia dám đòi kiện ta, mà kiện ta vì tội gì? Thiên Lôi. Dạ. Ngươi hãy dẫn thiên binh thiên tướng ra ngoài trừng trị con cốc hỗn xược đó cho ta. Thiên binh thiên tướng đâu? Bảo ra trị tội con cốc đó cho ta. Con cốc xấu xí kia, ta hỏi lại lần nữa, ngươi có chịu rời đi hay không hả? Tôi đã nói cho tôi vào gặp Ngọc Hoàng, thưa chuyện xong tôi sẽ đi. Ta nói cho ngươi biết, chiếc búa trên tay ta có khả năng tạo sét, chỉ cần ta dung tay lên là sét đánh ngang trời, sấm động bốn cõi, sức
mạnh không ai bì nổi. Nay ta tha cho ngươi một mạng, hãy mau đi đi. Nói cho ngươi biết, ta chính là cậu ông trời đó. Ta há sợ tiếng sét của ngươi sao? Ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi lại không nhận, tự tìm đường chết. Gà mạnh mẽ đâu? Mau ra đây một chết một gốc này cho ta. Cáo. Bọn nhà cáo ta là chuyên trị lụy gà các ngươi đó. Thật là to gan. Chó đâu? Mau ra đây cắn chết con cáo láo xược này cho ta. Dám cắn gà của thiên đình à? Bác cứu, tướng cứu. À, lão tuế kia, hãy xem ta trừng trị các ngươi đây. Chị ông, tiếp chiêu. Chết tôi rồi. Chết tôi rồi, đau quá. Sao? Còn muốn trừng trị bọn này nữa hay không? Tôi xin đầu hàng. Tại sao các ngươi là thế này hả? Bẩm Ngọc Hoàng, không xong rồi. Quân ta đã bị thua tan tác. Cái gì? Các ngươi là thiên binh thiên tướng mà có thể thua một con cóc bé xíu kia ư? Không thể nào tin được. Chúng tôi tuy nhỏ bé nhưng đoàn kết. Chúng tôi đoàn kết vì một mục đích chính đáng. Không có gì có thể thắng được chúng tôi. Con cóc kia, ngươi hãy nói đi. Ngươi đến đây làm loạn thiên đình với mục đích gì hả? Tôi đến đây là để kiện ngài. Kiện ta chuyện gì hả? Đã 3 năm rồi, vì sao dưới trần gian lại không có một giọt mưa nào? Muôn cây khô héo, vạn vật chết khát, ngài có biết không? Sao lại có chuyện này? Long Dương, Long Dương đâu hả? Tại sao 3 năm nay ngươi không làm mưa? Bẩm Bạch Hoàng, thần ngủ quên, mới có 3 ngày. 3 ngày trên trời bằng 3 năm dưới nhân gian, ngươi có biết không hả? Các người là thần tiên, có nhiệm vụ chăm lo cho muôn loài, vậy mà lại lười biếng tham ăn tham ngủ để muôn loài phải chịu khổ. Các người có biết tội hay không? Cốc nè, lúc nãy ngươi đã nói ngươi là cậu ông trời, xét thấy chúng ta cũng là bà con thân thích, chuyện lần này mong ngươi bỏ qua. Chỉ cần nhà trời mau chóng làm mưa để cứu giúp muôn loài, chúng tôi sẽ không truy cứu nữa. Này Long Dương và Thiên Lôi, các ngươi đã biết tội của mình chưa? Chúng thần biết tội. Biết tội. Ta phạt các ngươi không được ăn uống trong 3 ngày và ngay lập tức làm mưa cứu sống muôn loài. Dạ, chúng thần xin tuân lệnh. Ta xử vậy, ngươi có hài lòng không? Muôn tâu Ngọc Hoàng, trần gian được một trận mưa cứu thoát thì còn gì bằng. Chúng tôi vô cùng đội ơn ngài. Nếu hạ giới mà lại bị hạn hán, anh em chúng tôi xin phép lại lên thiên đình nữa nhé. Thôi thôi thôi, cậu không cần phải bận lòng như vậy. Cậu và ta là chỗ thân thích, cậu không cần bày vẽ lên tận đây cho mệt. Khi nào nhân gian hạn hán, cậu cứ việc nghiến răng báo hiệu, ta nghe thấy lập tức làm mưa ngay. Được như vậy thì tôi xin tạ ơn Ngọc Hoàng. Thôi, chúng tôi xin phép ra về. Thấy Cốc Tía nói năng mạnh dạn, bạn bè Cốc lại có thể trị được cả Thiên Lôi, chó thần và gà thần. Ngọc Hoàng muốn yên chuyện nên nhận lòng thân với Cốc, và từ đó thấy Cốc nghiến răng là trời lại làm mưa. Ơi, từ nay tôi có thể luyện tập đánh trống rồi. Ôi, cuối cùng thì bộ lông mượt mà của tôi đã trở lại rồi. Thiệt là tốt quá. Ta lại
lại trở thành mỹ nữ xinh đẹp nhất khu rừng này. Nổi nhạc lên nào, chúng ta phải mua hát ăn vật kỹ thang. Công công là cậu ông trời, ai mà công công là trời đánh cho, ai mà công công là trời đánh cho. La 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 la. Ngày xưa, một vương quốc trù phú ở châu Âu được cai trị bởi nhà vua và hoàng hậu anh minh. Hoàng hậu khó khăn lắm mới mang thai đứa con đầu lòng sau nhiều năm mong mỏi. Tuy nhiên, từ ngày có thai, sức khỏe của hoàng hậu ngày càng suy yếu. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn rồi, nàng vào trong kẻo lạnh. Kìa, hoàng hậu, nàng không sao chứ, hoàng hậu. Bằng mọi giá, hãy cứu lấy hoàng hậu và con của ta. Thưa đức vua, xin ngài thứ tội cho thần nói thẳng, với tình trạng sức khỏe của hoàng hậu hiện tại, sợ rằng lành ít dữ nhiều. Dù chỉ một tia hy vọng, ta cũng sẽ cứu lấy vợ con ta. Công tước William, hãy truyền lệnh, mau chóng đi tìm tất cả các thầy thuốc giỏi nhất trong vương quốc để chữa bệnh cho hoàng hậu. Tuân lệnh đức vua. Nàng và con nhất định sẽ bình an. Hoàng hậu của ta, nàng phải mạnh mẽ lên. Cuối cùng ta cũng chờ được tới ngày này. Tối mai sẽ có một ngôi sao màu nhiệm rơi xuống trái đất. Nghìn năm chỉ xảy ra đúng một lần này thôi. Ta không thể để vượt mất cơ hội này. Người có ý gì Ryder? Hãy đợi đó. Chỉ cần có được ngôi sao, chẳng bao lâu ta sẽ lấy lại được vẻ trẻ trung xinh đẹp như trước thôi. Tiếp tục đi tìm thầy thuốc khác cho ta. Thưa đức vua, đây là toàn bộ thầy thuốc giỏi nhất vương quốc mà thần đã tìm được. Chẳng lẽ không còn cách nào cứu nàng nữa sao? Ta phải làm sao đây? Thật ra vẫn còn một cách có thể cứu được hoàng hậu, nhưng thần cũng không chắc chắn. Hả? Cách gì? Người nói mau. Dạ, đó là nhờ sự giúp đỡ của bà phù thủy Gother phía bên kia khu rừng. Thần nghe nói bà ta có rất nhiều phép thuật, biết đâu có thể cứu được hoàng hậu. Phù thủy Gother? Phải, sao ta không nghĩ đến chứ. Nhưng thần được biết đường vào khu rừng bên kia đầy hiểm trở, cây cối rậm rạp u tối, dễ vào khó ra, xưa giờ chẳng ai dám đặt chân tới. Vì hoàng hậu, ta nhất định phải thử một phen. Nhưng Gother còn nổi tiếng là một phù thủy mưu mô độc ác, chắc chắn sẽ không chịu giúp người khác mà không hưởng lợi gì. Thưa đức vua. Đích thân ta sẽ đi đem lễ vật đến để thể hiện lòng thành, cầu xin bà ta giúp đỡ. Kìa đức vua, xin ngài hãy bình tĩnh suy xét, vì mọi trao đổi với phù thủy đều nguy hiểm cho chúng ta. Huống chi ngài là vua nắm giữ trong tay quyền lực và vận mệnh đất nước, lỡ như... Ý ta đã quyết, sáng sớm ngày mai hãy sai lính gác chở theo 3 xe giải dốc châu báu quý hiếm nhất để ta mang qua khu rừng. Nhưng vương quốc không thể thiếu ngài, thưa đức vua. Ta biết, ta cũng không thể thiếu hoàng hậu. Trong thời gian ta đi vắng, người hay thay ta chăm sóc thần dân ở vương quốc. Ta tin tưởng ở ngươi. Dạ, thần tuân lệnh. Sắp đến giờ rồi. Bắt lấy ngôi sao cho ta. Ryder, mau đuổi theo, nhất định phải bắt được ngôi sao. Thật là một lũ vô tích sự. Mau mau đến đây, hỡi các chiến binh bóng đêm của ta. Umbala, umbala.
đừng hòng bỏ trốn bảo bối của ta. Bảo bối của ta, quan đào, giờ hãy giúp ta xinh đẹp và bất tử đào. Ánh sáng của ngôi sao vàng quá mạnh, ta phải làm sao đây? Thôi được, ta không sao, đừng làm hư bảo bối của ta nào. Quả cầu ma thuật, hãy cho ta biết làm cách nào để sử dụng quyền phép của ngôi sao vàng. Chỉ những ai có trái tim thuần khiết và nhân hậu mới có thể sử dụng được ngôi sao vàng nhiễm mộc. Ta đi đâu để tìm được người có trái tim thuần khiết mà nhân hậu đây? Khổ công lắm mới bắt được ngôi sao, mà giờ ta vẫn chưa thể xinh đẹp. Thật là tức quá đi mà. Kẻ nào dám? Wilder, người có tình ta vặt hết lông cho người khỏi bay luôn không? Chính mắt người thấy à? Mau dẫn ta tới đó. Mới đây trời còn lặng gió, sao giờ lại nổi gió to như thế này? Dừng lại! Bảo vệ đức vua! Bảo vệ đức vua! Đây chắc chắn là phép thuật của Ron rồi. Không được, tiếp tục như thế này thì ta và binh lính sẽ không thể chống đỡ. Các người thật to gan, dám vào tận rừng thẳm của ta. Hỡi phù thủy Warder quyền năng, tôi là đức vua của vương quốc bên kia. Hôm nay có chuyện hệ trọng sang cầu kiến, mong được gặp mặt. Đức vua? Đúng vậy, ta còn mang theo nhiều xe giải dốc, châu báu quý hiếm sang đây để thể hiện lòng thành, mong bà nhận cho. Các ngươi làm gì đó? Mau bỏ vũ khí xuống. Xin chào phù thủy Gotter đầy quyền năng. Nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Chẳng giấu gì bà, hoàng hậu vợ ta đang mang thai, nay sức khỏe suy kiệt. Thầy thuốc trong vương quốc đã hết cách cứu chữa. Được biết bà biết nhiều phép thuật, nên ta mạo muội mang theo ít lễ vật sang đây, khẩn thiết mong bà hãy cứu vợ con ta. Nực cười, chỉ có ít vải dốc vàng bạc này mà muốn ta cứu vợ con ngươi à? Chỉ cần bà chịu ra tay cứu giúp, bà muốn gì ta cũng đồng ý. Người có chắc là sẽ đồng ý tất cả yêu cầu của ta không? Đúng vậy. Được, vậy ta sẽ giúp người cứu hoàng hậu. Đổi lại, nếu đứa bé sinh ra có mái tóc bột vàng thì sẽ thuộc về ta. Người có đồng ý không? Hả? Bà muốn con của ta? Nhưng vì sao? Đó là việc của ta, người không cần biết. Ngươi chỉ cần trả lời rằng ngươi có đồng ý với điều kiện của ta không? Nhanh lên, ta không có nhiều thời gian đâu. Bụng ta Hoàng hậu sắp sinh rồi, người đâu, mau chuẩn bị nước nóng. Đức vua, đức vua đâu? Ta đau quá, ta muốn gặp người. Đức vua sắp về rồi, hoàng hậu hãy cố gắng lên. Đức vua, mong ngài hãy mau chóng trở về, hoàng hậu sắp không đợi được nữa rồi. Xưa nay dòng tộc và thần dân vương quốc của ta chỉ có tóc màu nâu đen, chưa ai có tóc màu vàng. Chắc chắn con ta cũng như vậy, hẳn là ta không cần phải quá lo lắng. Có vẻ ngươi không muốn cứu vợ con ngươi, vậy thì hãy mau ra khỏi khu rừng trước khi ta đổi ý. Ta đồng ý với điều kiện của bà, mong bà hãy chỉ cách cứu vợ con ta. Được, trong chiếc túi này có chứa ngôi sao vàng màu nhiệm. Chỉ cần thả ngôi sao vào phòng của hoàng hậu, tự khắc bệnh tình sẽ khỏi. Đa tạ phù thủy Gotter. Hãy nhớ thỏa thuận của chúng ta, hãy đứa bé sinh ra có mái tóc màu vàng thì sẽ thuộc về ta. Mau.
Hôm nay là đầy tháng của Rapunzel. Đức vua có muộn phiền gì sao? Không, ta chỉ đang suy nghĩ làm thế nào để Rapunzel bé bỏng của ta có cuộc sống thật hạnh phúc. Nàng sửa soạn để chuẩn bị bắt đầu tiệc đầy tháng của Rapunzel nhé. Giờ lành sắp đến rồi. Này, việc ta giao người làm đến đâu rồi? Thưa đức vua, thần đã làm theo lời ngài dặn. Khắp các cửa thành và lối ra vào đều có binh lính canh gác. Thần cũng bố trí một đội quân tinh nhuệ âm thầm bảo vệ công chúa bất kể ngày đêm. Tốt lắm. Nhưng thưa đức vua, xưa giờ dân quốc ta đều yên ổn, sao ngài lại lo lắng nhiều đến vậy? Phải chăng lúc đến gặp phù thủy Gother ở khu rừng, ngài đã gặp trở ngại gì? Thực ra chuyện là như thế này. Điều ta thật sự không ngờ là Rapunzel, bé nhỏ của ta, đúng là có mái tóc vàng ống. Ta e sợ chẳng sớm thì muộn, bộ phù thủy Gother nhất định sẽ tìm đến đây để bắt lấy công chúa. Không được. Hả? Không ai được phép đem con ta đi đâu cả. Hoàng hậu đừng lo, ta nhất định sẽ bảo vệ con gái của chúng ta. Xin đức vua và hoàng hậu yên tâm, thần sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ công chúa. Rapunzel, ngôi sao nhiệm màu của ta, đến lúc trở về bên ta rồi. Rider, ta mau đi thôi. Rider, đi dự tiệc thôi. Chúc mừng đức vua và hoàng hậu, mừng đầy tháng công chúa Rapunzel. Chúc cho công chúa luôn mạnh khỏe, xinh đẹp và gặp những điều tốt lành trong cuộc sống. Cảm ơn các khanh. Nào, hãy nâng ly chúc mừng nào. Đầy tháng của công chúa mà sao đức vua không mời ta? Gordon, bà tới đây có việc gì? Ta đến để xem công chúa có tóc màu gì. Bảo vệ hoàng hậu và công chúa. Là màu vàng đúng không? Đã đến lúc người giữ đúng lời hứa, giao lại con gái người cho ta rồi. Hỡi phù thủy Gordon, ta biết nhờ bà mà vợ con của ta được cứu sống. Nhưng đây là con gái duy nhất của ta, là công chúa của vương quốc này. Không thể giao cho bà, mong bà hãy chọn một báu vật khác thay thế. Còn nếu ta không đồng ý, ta quyết bảo vệ con gái của ta bằng mọi giá. Người dám thất hứa. Được, ta sẽ cho người biết sự lợi hại của thế lực khắc ác. Bắt lấy đứa bé cho ta. Không vậy hoàng hậu như công chúa. Mau cứu thêm cho ta. Với quyền trăng bóng đêm và các thế lực hắc ám, mau đến trợ giúp cho ta. Lính đông, mau bắn tên diệt trừ phù thủy Gordon. À, thì ra chúng ta có phòng bị. Quá khinh thường loài người rồi. Ta biết ở đây không phải là địa bàn của ta, không thể phát huy tối đa phép thuật phù thủy của mình, phải tìm cách khác thôi. Chúc mừng đức vua, nhờ ngài có dự liệu như thần mới có thể đánh đuổi được phù thủy Gother, bảo vệ công chúa. Nhưng ta chỉ e mụ phù thủy Gother sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Mụ phù thủy Gother đã trúng một mũi tên, tạm thời chắc không dám làm gì đâu. Mong đức vua đừng quá lo lắng. Nhưng ta cũng không được chủ quan. Truyền lệnh của ta, các binh lính tiếp tục canh gác ngày đêm quanh cung điện cho ta.
Tuân lệnh, thưa đức vua. Phù thủy mà lại bại trận trước con người. Các người nghĩ các người đã thắng mà. Quy lại tấn công cung điện cho ta. Quay lại rồi, mau bắn tên. Lạ thật, sao chỉ có lũ dơ? Bộ phù thủy Water đâu? Các người nghĩ dễ dàng hạ gục được Water này à? Để xem bảo bối của ta quyền năng thế nào nào. Hỡi tóc vàng của ta, mái tóc nhiệm màu của ta, hai làn tỏa quyền năng diệu kỳ, chữa lành mọi vết thương, xoa dịu những nỗi đau trên người ta. La 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 la. Hai đứa im lặng nào. Hoàng hậu, hoàng hậu, nàng không sao chứ? Mau thả con gái ta ra, đừng làm hại đến con ta. Từ nay đây sẽ là con gái của ta. Thì ra qua thờ Dương Đông kích Tây, sai lũ dơi phá đám bên ngoài để thừa cơ hội lén vào phòng bắt lấy công chúa. Mà ta thật xáo quyệt. Hãy huy động toàn bộ binh lính trong Dương quốc, mau chóng tiến qua khu rừng để tìm lại công chúa. Thần tuân lệnh. Hơi tóc vàng của ta, mái tóc nhiệm màu của ta, hai làn tỏa quyền năng diệu kỳ, chữa lành mọi vết thương, lấy lại nhan sắc trẻ trung xinh đẹp cho ta. La 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 la. Chỉ cần ngày ngày vuốt ve mái tóc của đứa trẻ này, ta sẽ mãi mãi xinh đẹp. Bây giờ thì ta cần một nơi ở mới cho Rapunzel, nơi con bé sẽ mãi mãi không thể rời khỏi ta. Ta sẽ cho lũ người này biết thế nào là sức mạnh của phù thủy Gother ta. Gother, mau trả con gái cho ta. Đừng hòng, ngươi là kẻ thất tính. Ngươi mãi mãi sẽ không bao giờ gặp lại con gái của ngươi đâu. Chỉ cần bà chịu trả công chúa, chúng tôi sẽ lập tức rút quân. Ta sợ quá. Hỡi quyền năng bóng đêm và các thế lực hắc ám, mau đến trợ giúp cho ta. Đi lên, giải cứu công chúa. Đây là địa bàn của ta, các ngươi nghĩ có thể thắng ta? Khu rừng đã bị phù thủy Gother phù phép, nghe là chúng ta không phải đối thủ của bà ta, thưa đức vua. Nếu cứ tiếp tục như thế này, tất cả binh lính của ta sẽ bỏ mạng ở khu rừng này mất. Xin ngài hãy ra lệnh rút quân, từ từ tìm cách khác, thưa đức vua. Rapunzel, con hãy đợi ta, chàng nhất định sẽ còn quay lại. Rút quân! Công tử William, hãy tiếp tục cử người thăm dò khu rừng, đồng thời ra thông báo chiêu mộ anh hùng khắp nơi. Hãy ai có thể cứu được công chúa, ta nhất định sẽ trọng thưởng xứng đáng. Thần tuân mệnh. Ngoan nào Rapunzel tóc vàng của ta. Từ nay, ta sẽ là mẹ của con nhé, con yêu. Wilder, mau dỗ con bé cho ta. Yết tai quá. Chắc là con bé đói bụng rồi. Ngươi đi kiếm với cho nó ăn đi.
quả cầu ma thuật. Hãy cho ta biết nên cho Rapunzel ăn gì. Mau đi tìm sữa về cho Rapunzel, nhanh lên. Con gái tội nghiệp của ta, không biết giờ này con ở đâu, có được ăn no ngủ ngon hay không. Rapunzel nhỏ bé của mẹ. Rapunzel đâu? Rapunzel! Cẩn thận Rapunzel! Ôi, Rapunzel, tí nữa ta mất bảo bối nhỏ của ta rồi. Đừng khóc. Mẹ thương. Hơi tóc vàng của ta, mái tóc vàng nhiệm màu của ta, hai làng tỏa quyền năng diệu kỳ, chưa lành mọi vết thương, xoa dịu những nỗi đau trên người Rapunzel nhỏ bé. La 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 la. Lạ thật, mái tóc vàng kỳ diệu của Rapunzel có thể chữa lành mọi vết thương mà lại không thể chữa lành cho chính nó. Ta phải bảo vệ con bé kỹ hơn mới được. Ryder, từ nay ngươi phải bảo vệ Rapunzel nghe chưa? Đừng bao giờ để con bé bị thương. Thế là Tiên Dung và Tây Sa kết nghĩa chị em. Sau khi giúp dân làng hết bệnh và ổn định cuộc sống, cả ba người tiếp tục lên đường. Cả ba đang đi đến một ngôi làng thì trông thấy một cuộc cãi giả phía trước chợ. Anh trả giải lại cho tôi, giải này do chính tay tôi dệt mà. Giải này do chính vợ tôi dệt, chị lấy giải của tôi. Chuyện đâu còn có đó, cả hai đừng tranh giành mà làm mất tình nghĩa xóm làng. Giả lại miếng giải sẽ bị rách đó. Xin ngài giúp đỡ, đây là miếng giải do chính tay tôi dệt nên không nỡ bán. Nay mẹ chồng tôi bệnh, tôi đành đem ra chợ bán lấy tiền mua thuốc. Miếng giải này cho vợ tôi dệt. Sáng nay á, vợ kêu tôi đi trước ra chợ, nàng lo cho con xong á sẽ đem miếng giải ra sau. Chờ vợ hơi lâu nên tôi đi tìm nước uống. Khi quay lại á thì thấy bà này cầm sấp giải đi phía trước. Tôi vội chạy theo giành lại. Vợ của ông đâu? Sao ông biết đó là miếng giải do vợ ông đem ra? Thì chắc là vợ tôi đem ra để sẵn đây. Như thường ngày nàng ấy hái rau cho tôi bán vậy. Ông nhìn cho thật kỹ đi, có phải là miếng giải do vợ ông dệt không? Bây giờ ta tính như thế này, cả hai bung miếng giải rồi xé đôi nó ra, mỗi bên lấy một nửa thì ai cũng có phần. Làm vậy thì mảnh giải không còn giá trị gì nữa. Còn tôi thì tính như vậy, cả hai tự xé giải, xé làm sao cho miếng giải còn giá trị. Hay là để cho bà tự xé giải trước, có chịu không? Chính tại tôi dệt, tôi không đành lòng xé nó. Xé đi thì cũng tiếc thiệt, nhưng bà cứ một mực nói là của mình, vậy thì tôi sẽ xé cho bà một miếng nhỏ làm khăn đội đầu cũng được. Nè, dừng tay. Tại sao phải dừng tay? Đến phiên tôi xé mà. Tấm tơ lụa này được dệt khá đẹp mà ông nỡ lòng xé nó đi sao? Chứng tỏ rằng miếng giải này không phải là của ông mà là của người phụ nữ này. Ông quả thật là một người gian dối mà. Trời ơi, ngó xuống mà coi, đầu làng đến cuối xóm ai mà không biết vợ tôi dịch giải chứ. Bà con cô bác ơi, ra đây làm chứng cho tôi đi, mấy người này vu khống cho tôi kìa. Tôi cũng dịch ra miếng giải này mà. Bà vị không biết đó thôi, cả hai nhà này á đều dệt lụa đẹp nhất làng chúng tôi, nhưng lúc nào họ dệt ra miếng giải này á thì tôi không biết. Ta hiểu lời chị nói, nhưng những người tự tay mình làm ra vật phẩm gì thì quý trọng lắm. Chúng tôi nhận thấy ông ta không quý miếng giải này. Trời ơi, tại sao tôi lại không quý nó chứ? Vợ của tôi dệt mà,
bán nó để kiếm tiền lo cho cả nhà sinh sống. Cho chị ấy một ít giải vì tôi tội nghiệp thôi. Sự việc này cha nghĩ sao? Hay là đưa sự việc lên bộ chính để xử? Em á thì thấy ông này gian quá. Hay là miếng giải cho ông ta lấy, thiếp cho người phụ nữ kia chiếc vòng xuyến này để bù lại, cha nghĩ sao? Chưa đến lúc đâu. Ta nghĩ cả hai đều nói đúng. Hai gia đình đều dệt miếng vải lụa giống nhau. Sao chàng biết rõ vậy? Hai nàng nhìn xem, người đàn ông có nước da sạm nắng, chứng tỏ ông ta làm việc suốt ngày ngoài đồng, gánh hết việc nặng nhọc, chỉ để vợ ở nhà dệt vải, nên không biết rõ vợ dệt cái gì. Hãy chờ xem người vợ. Cha, cha bọn nhỏ ơi, sắp vải này là của tôi dệt nè. Chị giống nhau đẹp y như nhau nữa. Y như nhau đó. Hai miếng lụa này giống nhau nha. Miếng nào cũng đẹp hết á. Sao lạ vậy? Hai miếng vải như là cùng một người dệt vậy đó. Đúng rồi. Nhìn nè. Giống quá trời ha. Chị đây sao? Trung tuần tháng trước, tôi đi tìm giống dâu tốt để trồng. Khi đi ngang qua nhà thấy chị ấy đang ươm tơ, nên ghé vào xem để học hỏi. Nhờ vậy tôi đã dệt được miếng vải lụa này, không có nỡ bán. Vậy thì có phải chị ấy chính là người đó cho mình giống? Con hiểu rồi, để con đi kiếm lá cây đắp cho nó. Ai dạy con băng bó vết thương như vậy? Dạ không ai dạy hết. Con thích lớn lên sẽ chữa bệnh cho mọi người giống vợ chồng ông chữ đồng tử đó. Thì ra là vậy. Vậy con cần phải học thì mới biết chữa bệnh nha. Con rất muốn học, nhưng ông bà chữ đồng tử không chịu dạy. Con đã gặp họ rồi à? Hay ông bà đang trị bệnh trong làng con ạ? Vui quá à. Ăn cái này đi, ngon lắm á. Để bắt tay cho mọi người ăn đi. Họ vui vẻ hát hò khi được mùa tôm cá. Xem ra nơi đây lại yên bình thịnh vượng như vậy, ta cũng cảm thấy an lòng. Người dân không dịch bệnh, đói kém là phước của dân tộc ta. Em rất tò mò muốn biết mặt hai vợ chồng cùng tên chữ đồng tử với chàng sống trong làng này ra sao. Thôi đi tiếp đi. Mà cậu bé ấy đâu rồi? Các cô chú chắc cũng đói rồi, con mời các cô chú ăn nếp nha. Ôi, mùi nếp thơm quá. Cha của tôi không biết mắc bệnh gì, tự nhiên ú ớ nói không ra tiếng nữa, ăn uống thứ gì cũng không được, ăn vào thì lại ói ra. Xin ngài cứu giúp cha tôi. Ông ăn không được á là do khó tiêu, bởi vì nội tạng sinh nhiệt, máu huyết khó lưu thông. Thôi bây giờ bà phải trả tiền khám bệnh là 1 đồng. Ông là thầy Lan sao? Ông tên là gì? Chưa chữa được bệnh mà đòi tiền thì không được. Tôi là chữ đồng tử. Xem ra ông cũng có nghề lan y. Ta nhận ra như vậy. Nhưng nếu thật sự có lòng giúp người thì ông cần phải học thêm nữa để trị bệnh cho đúng. Cô ấy tên Tây Sa, ông có thể học thêm nghề thuốc từ cô ấy. Còn ông lão này thì hãy để ta giúp. Con đã nấu cơm chưa? Cha đói quá. Ngài là chữ đồng tử? Ngài là chữ đồng tử, nghe tiếng xa gần có phải không? Phải, chính là ta. Xin cảm ơn ngài đã cứu cha tôi. Xin ngài tha tội vì tôi đã mạo danh ngài. Nhưng tôi có nỗi khổ riêng. Ông hãy dùng tên thật, lấy y thuật của mình lo cho dân chúng, thì đó là phước đức trời ban. Đừng vì danh lợi hay tiền bạc mà mạo phạm tôn danh của người khác nữa. Vợ chồng tôi ăn ở hiền lành, sống nhân đức, không mạo phạm đến ai. Nên dù hiếm muộn mà trời vẫn ban cho một đứa con trai lúc về già. Nó xinh xắn, bụ bẩm, dễ thương. Ông hãy bớt cơn bi lụy và bình tĩnh kể rõ cho ta nghe mọi chuyện. Tôi bị người ta bắt mất con rồi, e rằng ngài không làm gì được đâu. Vợ chồng ta đi hành đạo khắp nơi để cứu giúp dân lành. Ông hãy cứ nói ra chuyện gì đã xảy đến với con trai ông. Cúi xin ngài hãy cứu giúp vợ chồng tôi. Bộ chính làng tôi không có con, ông ta thấy con trai tôi xinh xắn,
nên dùng uy quyền bắt con của tôi. Vợ chồng tôi phải rời làng sang đây giả mạo ngài để kiếm tiền đem về chuộc con. Người là công chúa Tiên Dung có phải không? Xin hãy cứu con trai của tôi. Thật không ngờ bồ chính là người đứng đầu một chiền chạ mà lại cậy thế hiếp người như vậy. Thế là nàng Tây Sa tuân lệnh Chữ Đồng Tử dạy y thuật cho người đàn ông và cậu bé. Trong khi đó, vợ chồng Chữ Đồng Tử sang làng bên đem con trai của người đàn ông trở về. Y thuật là cả một việc học lâu dài. Hiện ta đã chỉ cho ông những tri thức cơ bản nhất để cứu giúp dân làng. Ông nên tìm tòi, học hỏi thêm để có thể trở thành một rang y giỏi. Còn cậu bé này, ông hãy truyền dạy cho nó trở thành người tài giỏi nha. Cảm ơn công chúa đã cứu giúp vợ chồng tôi. Nhưng làm thế nào mà công chúa có thể khiến bồ chính trả con cho tôi vậy? Khi chúng tôi đến, không ngờ vợ chồng bồ chính cũng đang bị mắc bệnh. Cả hai tha thiết cầu xin chồng tôi cứu họ. Chúng tôi đã cứu họ với một điều kiện, họ không được lấy ơn báo oán, phải trả con của ông về cho ông. Chúng tôi xin cảm ơn và ghi nhớ lời dạy của Tiên Dung công chúa. Chiền làng ở đây ấm no thịnh vượng, ông nên sinh sống tại đây, lấy nghề thuốc mà giúp dân lành. Ai có tiền thì trả ông, còn không có tiền, ông cũng phải cứu giúp. Có hiểu lời ta nói không? Tôi xin nghe theo lời ngài chỉ dạy. Sao rồi ngự y? Tại sao phụ dương ta đột nhiên bất tỉnh? Chuyện làng chuyện trả, người dân nghe đây nghe đây. Nhà vua bị bệnh, ai có phương thuốc hay thì đến kinh thành nghe đây nghe đây. Chuyện làng chuyện trả, người dân nghe đây nghe đây. Nhà vua bị bệnh, ai có phương thuốc. Tâu công chúa, có một cô gái tên là Tây Sa, xin được vào chữa bệnh cho nhà vua. Cô gái ư? Nhưng thôi, người cứ cho nàng ấy vào đây. Các ngự y lớn tuổi có nhiều năm chữa bệnh mà cũng không chữa được bệnh cho cha ta. Vậy mà một cô gái có thể chữa được sao? Chị chính là công chúa Ngọc Hoa có phải không? Em dâng lệnh công chúa Tiên Dung đến đây chữa bệnh cho đức vua. Ngọc Hoa, Tây Sa chữa bệnh giỏi lắm. Nếu Tiên Dung nhờ em thì chị tin chắc là đúng. Vậy em mau chữa bệnh cho ngài đi. Ta bệnh không có ngự y nào chữa được. Không tin là có một cô gái trong dân gian lại có y thuật cao như vậy. Nay ta ban cho Tây Sa vàng bạc, lụa gấm như là tưởng thưởng cho cô ấy. Thưa đức vua, thần dốc lòng hành đạo giúp dân, không bàn đến danh lợi. Phần thưởng đó, thần không dám nhận đâu ạ. Nhưng về y thuật của con, cần phải truyền bá rộng rãi, từ trong kinh thành cho tới dân gian. Vậy thì ta phong cho con làm công chúa Tây Sa. Một cô gái dân thường, mà ngài phong cô ấy làm công chúa, có là quá sớm không vậy? Không ai chữa được bệnh cho ta, chính ông cũng biết như vậy. Ơn cứu mạng, ta phong làm công chúa, há lại không xứng hay sao? Con ở đây truyền dạy y thuật cho các ngự y trong cung, con có đồng ý với ta không? Con tuân lệnh của ngài, nhưng khi các ngự y đã thành thạo y thuật, thì xin cho con được về với dân gian. Công chúa Tây Sa, công chúa Tây Sa. Nàng yên tâm, với y thuật của Tây Sa, chắc chắn là phụ dương sẽ khỏi bệnh. Thiếp cũng tin là như vậy. Nhưng phận làm con khi cha già đau yếu mà không do chính tay mình chăm sóc, thiếp cảm thấy mình quá bất hiếu. Đức vua đã khỏi bệnh, ngài muốn em truyền dạy y thuật cho các ngự y. Anh chị cứ lên đường, hãy tận dụng hai báu vật, chúng ta sẽ hội ngộ sao?
hai vợ chồng chữ Đồng Tử và Tiên Dung an tâm khi biết vua cha đã khỏi bệnh. Họ rời làng rồi lại tiếp tục lên đường. Đến một cánh đồng trống thì trời sụp tối. Chàng ơi, chúng ta cũng mệt mỏi rồi, tạm thời ngồi nghỉ tại đây. Đêm khuya sương xuống lạnh, ta e cho sức khỏe của nàng. Vậy để ta chống cây gậy này, dùng cái nón che sương. Tây Sa nấu thuốc bổ cho cha, người uống nhanh lên kẻo nguội. Ta hết bệnh rồi, lại thấy trong người khỏe mạnh hơn trước. Con đừng đem thuốc đến cho ta uống nữa, hãy để thuốc cho người khác đi. Cha là rường cột của dân tộc Lạc Diệt, thân thể quý hơn ngàn vàng, cha uống mau đi. Con rất là hiếu thảo. Con không có hiếu như Tiên Dung đâu. Con nói như vậy là có ý gì? Nó không tiếc danh giá mà lấy người nghèo hèn, thì xứng đáng gì mà con cho rằng nó có hiếu chứ? Khi cha bệnh, không ai chữa được, Tiên Dung đã nhờ cậy Tây Sa về chữa bệnh cho cha đó. Ông có chuyện gì cần bẩm báo phải không? Tâu Đức Thánh Dương, vợ chồng công chúa Tiên Dung và chữ Đồng Tử đã tạo phản. Ông nói cái gì chứ? Tụi nó làm gì? Công chúa Tiên Dung đã âm thầm xây dựng lâu đài thành quách, làm bờ cõi riêng của mình. Ồ, không đâu. Nó lấy người nghèo khó thì làm gì xây dựng được lâu đài chứ? Chính phải, thưa Đức Thánh Dương. Công chúa Tiên Dung cùng chữ Đồng Tử bao năm qua đã giao thương buôn bán với người phương xa đến. Đó là họ âm thầm. Tiên Dung, con của ta đây sao? Hiện giờ con ở đâu? Vợ chồng con đã đắc đạo nên con đã về trời. Nhưng con nhớ cha già không sao chịu nổi, nên xin với Ngọc Hoàng cho con về thăm cha một chút. Xin cha tha cho lỗi cũ của con. Con không có lỗi gì cả. Chính cha hồ đồ nên mới ra cớ sự. Còn chữ Đồng Tử đâu rồi? Vì dưới trần gian con cái chưa biết thương xót cha mẹ, nên trời sai chữ Đồng Tử xuống hạ giới nêu gương hiếu thảo cho đời. Đến nay đã hết hạn, Thượng Đế phong làm thần linh, ban phúc hộ mệnh cho dân Lạc Diệt ta. Xin cha ở lại mạnh khỏe, con đi đây. Ta truyền cho khắp nhân gian, kể từ bây giờ ta phong cho chữ Đồng Tử là chữ công, truyền xây miếu thờ chữ Đồng Tử và Tiên Dung. Ta sẽ xa giá đến mở đầu buổi lễ dân hương, nhân dân địa phương ngày đêm thờ phụng. Hàng năm triều đình sẽ cử quan đại thần về làm lễ tưởng niệm. Kể từ đó, những nơi chữ Đồng Tử và Tiên Dung đã tới truyền đạo chữa bệnh, nhân dân cũng lập đền thờ rất tôn nghiêm. Dân gian còn lưu truyền thêm câu chuyện sau này là về sau vua Triệu Diệt Dương, Triệu Quang Phục đóng binh trong đầm Dạ Trạch chống cự với quân nhà Lương. Sự nghiệp và của cải, hôm nay ta phải tính sổ với ngươi. Tiên trách kỹ, hậu trách nhân. Ngươi muốn trách ta thì phải trách ngươi trước. Nhà ngươi tham lam, áp bức người dân, kết quả như ngày hôm nay là tất yếu rồi, còn trách ai được nữa? Để ta xem cái miệng của ngươi còn có thể nói đạo lý nữa hay không. Để xem phen này ai có thể cứu được ngươi. Lễ tướng, ngươi đã bị quân triều đình bao vây, mau đầu hàng đi. Ông không thoát được đâu. Ta không thoát thì ngươi cũng chạy thôi. Đứng lại, ở đây không có quân bài phục, ta sẽ tiễn ngươi đi trước. Lễ tướng, ông mau dừng tay đi.
đừng làm càn mà tổ thêm nạn. Từ Thất, nếu mà Từ Thất có mệnh hệ nào thì tội ông sẽ càng nặng hơn. Mau tìm xem Từ Thất ở đâu. Từ Thất quên. Từ Thất. Ai à, đau quá. Đây là đâu? Lạ thật. Rêu phát sáng sao? Quanh đây chỉ toàn thấy đá và rêu, không biết thoát ra cách nào đây. Có ai ở đây không? Cứu tôi với! Cứu tôi với! Chủ Định Quân! Có ai không? Có ai không? Tôi là Từ Thức! Xin cứu tôi với! Lẽ nào ta lại phải bỏ mạng ở đây? Kỳ lạ thật. Hình như mình vừa thấy cái gì đó. Cái gì thế này? Mai chiếu thủy. Không lẽ những bông hoa này là từ nhà của ta hôm nào bay đến đây sao? Hoa bay vào đây được, có nghĩa là ở phía trên có đường thoát ra chăng? Nhưng làm sao để nhìn thấy khe hở nào? Thưa đại quan, chúng ta đã tìm cả một ngày rồi vẫn không thấy gì. Thực sự là xương ở đây rất dày, nên có khi Từ Thức đại nhân đã rơi xuống hồ nước ngầm ở đâu đó và bị cuốn đi rồi cũng nên. Không thể nào, ta phải tìm được quân ấy, không thì làm sao ăn nói với gia đình quân ấy đây. Thưa đại nhân, binh lính cũng đã rất vất vả và mệt rồi, chúng ta còn phải giải phạm nhân và phục mệnh nữa. Chúng ta có thể quay lại tìm sao mà. Thôi được rồi, chúng ta thu dọn trở về thôi. Ta sẽ quay lại tìm sao. Từ Thức huynh, ta sẽ quay lại tìm huynh. Ngươi sẽ không thể nào tìm lại chỗ này được đâu. Ông nói vậy là sao? Dạ, thưa đại quan, khi chúng tôi tìm hiểu vùng này để bắt Từ Thức thì ở đây là cửa bể thần phù và không có đảo này. Dân ở đây nói. Nói thế nào? Người ta nói là đảo này khi ẩn khi hiện, ai có duyên mới tìm thấy, nhưng chỉ thấy một lần, không có lần sau. Không thể nào. Từ Thức. Chào các cô, xin cho hỏi đây là đâu? Xin mời vào và tiếp kiến phu nhân của chúng tôi. Xin lỗi, nhưng cô nhầm ta với ai rồi? Ta bị lạc đến đây, xin hãy chỉ đường cho ta ra bờ sông. Công tử có phải tên Từ Thất không? Đúng vậy, mà sao các cô lại biết tên của ta? Thế thì đúng rồi, phu nhân của chúng tôi đợi ngài rất lâu. Xin mời đi theo chúng tôi. Sao họ lại biết mình? Mà phu nhân là ai? Thật là rối rắm, không biết có nguy hiểm gì không nữa. Nơi đây lạ lùng quá. Thôi thì tùy cơ ứng biến vậy. Trong lòng của ta ngay thẳng, thì sợ gì mưu ma trước quỷ. Thế nào, Từ Thức tiên sinh đã đến rồi à? Kính chào phu nhân. Tôi Từ Thức chỉ là kẻ sĩ áo vải, sống nay đây mai đó. Hôm nay có phúc lạc vào chốn tiên cảnh, xin phu nhân chỉ giáo cho. Đây là núi Phù Lai, một trong 36 động tiên bồng bềnh ngoài biển cả. Tan hợp tùy duyên, chẳng biết sao được. Còn ta là địa tiên ở Nam Nhạc, cai quản chốn này. Thấy Từ Thức chàng là người có khí phách lại nhân nghĩa, nên mới làm phiền mời tới chơi. Phu nhân quá khen, tôi không dám nhận. Chàng không cần khiêm tốn, những việc chàng làm đã vọng đến cõi tiên này,
làm ai nấy khâm phục. Nay đã quá bộ đến đây thì mời chàng ở lại tham quan. Nếu vậy cung kính không bằng dân phục. Xin làm phiền phu nhân. Ta xin nhờ một trong những cô gái yêu của ta là Gián Hương đưa Từ Thức tiên sinh đi tham quan tiên giới có được không? Cô... Thiếp là Gián Hương, từng được chàng cứu ở lễ hội qua năm ngoái. Không biết chàng còn nhớ không? Tôi vẫn nhớ. Thì ra là nhà nàng ở đây. Hai người nhớ ra nhau thì tốt lắm. Ta phải đi có việc. Con hãy sắp xếp phòng cho chàng ấy và đưa chàng đi tham quan xứ Nam Nhạc chúng ta nha. Khi nàng nói nhà nàng ở Tống Sơn, ta không nghĩ là nhà nàng trên cả một hòn đảo thế này. Giờ chàng đã đến rồi, hãy đi tham quan nhà ta một chút. Từ Thất! Từ Thất! Từ Thất! Từ Thất! Từ Thất! Từ Thất, huynh đang ở đâu? Còn sống hay là... Bẩm đại nhân, không có dấu vết gì của Từ Thất hay hòn đảo hôm qua. Có đúng chỗ này hôm qua chúng ta đã bắt tể tướng cùng tay chân của ông ta không? Thật ra, đại nhân à, hôm qua có sương mù dày đặc, chúng tôi chỉ biết đó là cửa bể thần phù. Còn việc có hòn đảo kia chính xác nơi đâu thì... Chẳng lẽ là tể tướng và tên má nói đúng? Hòn đảo kia là của thần tiên, không có duyên thì không gặp được. Từ Thất! Chàng thấy lạ lẫm đến thế sao? Thật sự mọi thứ ở đây ta đều cảm thấy lạ luôn. Nàng thấy ta ngốc lắm sao? Còn rất nhiều thứ kỳ dĩ. Rồi thiếp sẽ dẫn chàng đi xem. Sao nơi này lại giống... Ở nhà chàng? Đúng vậy. Khung cảnh này y hệt thư phòng của ta. Không biết gia đình của ta thế nào rồi. Chắc là họ lo lắng lắm. Chàng nhớ nhà sao? Thư phòng của ta chỉ có cha ta hay vào thắp đèn, cho nên... Chàng muốn về nhà sao? Ta có về được không? Người và tiên giống như cá nước chim trời, duyên gặp gỡ cũng như là bèo trôi vậy thôi, không thể hứa có lần sau. Thiếp khó khăn lắm mới xin mẫu tiên mời chàng đến đây được. Chẳng lẽ chàng không muốn ở lại cùng thiếp lâu hơn một chút sao? Không phải, ta không có ý về luôn. Ta chỉ là muốn quay lại từ biệt phụ mẫu. Nhưng mà nếu nàng đã nói vậy thì... Nhưng chúng ta có thể báo mộng cho gia đình của chàng. Thật sao? Chàng hãy đi cùng thiếp. Gián Hương! Gián Hương! Từ Thức! Từ Thức huynh! Ta tìm huynh mãi! Cha mẹ và em gái vẫn khỏe chứ? Đương nhiên là khỏe rồi. Vũ Định rất lo lắng cho chúng ta. Đa tạ huynh, đa tạ huynh rất nhiều. Huynh đã lo lắng cho gia đình của ta. Huynh làm sao vậy? Sao huynh không về nhà? Ta đang chu du thiên hạ, sẽ có ngày về thăm mọi người. Xin làm phiền huynh thỉnh thoảng thăm hỏi cha mẹ của ta. Thôi thì làm trai chí tại bốn phương, nợ nước con đã trả xong, cứ đi cho thỏa chí tan bồng. Dù sao thì cha mẹ cũng luôn nhớ thương con và chờ con trở về. Chúng ta ngồi vào bàn ăn một miếng đi con. Món cá lóc kho mẹ con làm đó, con vẫn thích ăn mà. Cha, Vũ Định huynh, người này là...
Dạ, cháu chào bác. Có việc gì mà cháu tới sớm quá vậy? Dạ bác, về việc Từ Thức huynh thì đã một năm rồi chưa tìm được tung tích của huynh ấy. Cháu biết gia đình bác đã khổ sở nhiều. Thôi, cháu đừng nói nữa. Bác biết cháu cũng đã cố gắng hết sức rồi. Đêm qua bác mơ thấy Từ Thức đó. Dạ bác cũng mơ thấy Từ Thức huynh hả? Cháu nói vậy là sao? Tử, đây là Lưu Ly, chị em của thiếp. Cụm qua thiếp cố ý bẻ lần trước, chính là do Lưu Ly quá thành, nên thiếp phải hái để cứu em ấy. May mà sau đó có chàng cứu thiếp. Cảm tạ ơn công tử cứu mạng hai chị em tôi. Không cần khách sáo, chuyện qua lâu rồi mà. Công tử không biết chuyện đó nghiêm trọng thế nào đâu. Hôm ấy em đã dùng nhiều linh lực để hóa phép. Nếu chị Giáng Hương không được công tử giải cứu để đưa em về nhà kịp thời thì em không trở lại làm tiên đường nữa đâu. Em sẽ phải làm mẫu đường thêm 300 năm nữa đó. Em đến tận đây để tìm ta sao? Phải rồi, em quên mất. Mẫu tiên sai em đến báo chị biết tối nay có tiệc chúng tiên đều đến. Mẫu tiên mời cả Từ Thức công tử nữa đó. Thì ra cả bác và cháu đều cùng mơ một giấc mơ. Quá là lạ lùng. Chắc là Từ Thức đã cố báo mộng với chúng ta rằng nó vẫn an toàn và nó sẽ trở về. Ít nhất huynh ấy cũng đang làm điều mình hằng ao ước. Thưa bác, cháu và Từ Thức huynh thân như anh em, xin hãy để cháu được thay huynh ấy chăm sóc gia đình bác. Ok, Vũ Định. Xin bác hãy nhận cho, nếu không thì cháu không có an lòng. Mà Từ Thức huynh trở về, cháu cũng không biết nói làm sao. Thôi được rồi, nếu cháu đã nhất định như vậy thì bác cũng rất vinh dự có người con nhiệt thành như cháu. Cảm ơn cha. Tốt lắm, tốt lắm. Cảm ơn con. Xin giới thiệu cùng chúng tiên, đây là chàng Từ Thức tôi đã nói với mọi người từ trước. Một người phàm thật là thú vị, chúng ta đã nghe nhiều về ngươi. Bụi hồng trần ngươi chẳng dương mang, chi bằng ở lại đây sống cùng quần tiên, giữ mãi cái cốt cách trong sạch ấy. Từ Thức, ngươi thấy thế nào rồi? Nếu muốn, ngươi có thể ở lại đây mãi mãi. Nhưng ngươi biết đó, ngươi vẫn không phải là tiên, cũng không còn hẳn là con người. Do vậy những suy tư, tình cảm của ngươi đối với Hồng Trần đều không thể duy trì được nữa. Thưa mẫu tiên, thưa các tiên, đa tạ các vị đã quý mến và mời tôi đến đây. Dù chỉ mới ở đây được một ngày, nhưng nơi này thực sự rất đáng sống và đáng ước ao. Nhưng giống như ngài đây vừa nói, tôi cũng chỉ là người phàm. Với cách sống thích đi đây đó chu du như tôi, thì tiên giới hay là hạ giới đều không khác nhau chi cả. Chỉ là... Là sao? Chúng ta đều biết duyên trời khó đoán, nhưng lựa chọn của con người cũng đâu biết trước được. Đúng rồi. Thưa mẫu tiên, tôi cũng chỉ mong có người đồng hành trên bước đường đời. Tôi xin được hỏi Giáng Hương. Thoáng chốc nay đã ba thu, bâng khuâng lòng vẫn tương tư nhớ nhà, nhớ quê nhớ cánh đồng xa, gió len ngọn lúa thiết tha rì rào. Ba năm, ngươi ở tiên giới 3 năm rồi sao? Đúng là thời gian. Cho dù ở hạ giới hay tiên giới thì cũng nhanh như bóng câu qua cửa sổ. Dạ, cháu cũng không ngờ là nhanh như vậy. Mỗi ngày đều đi đến những nơi mới lạ, học biết những điều hay ho. Nếu không nhờ tiết trời thay đổi, cháu cũng không nhớ thời gian nữa.
Hôm nay tiên ông hẹn cháu đến ranh giới với Trần gian để cháu nhìn xem cảnh này sao? Nếu ngươi không còn nặng lòng với người hạ giới thì chúng ta ở đâu có khác gì nhau. Ta tuy là tiên nhưng cũng thích ngắm nhìn trần gian muôn màu muôn vẻ, có lúc hỗn loạn, cũng có lúc êm đềm như buổi chiều câu cá, quây quần bên gia đình ăn cơm vậy. Cháu như ngửi thấy mùi cá kho của mẹ đâu đây? Chàng đã về. Mẫu tiên đến chơi. Từ Thức, chàng làm sao thế? Sao thấy chàng không được vui? Lúc chiều đi đánh cờ với tiên ông vẫn còn vui vẻ kia mà. Ta... Dạ thưa mẫu tiên, con muốn xin được về thăm nhà. Từ Thức con, ở đây con có gì chưa vừa lòng? Hay Gián Hương đã làm gì trái ý con? Hãy cho ta biết cớ sao lại đòi về trần gian. Thưa mẫu tiên, suốt thời gian con ở đây được đối đãi rất tử tế, Gián Hương và các tiên cũng rất tốt với con. Nhưng mà thật lòng con vẫn canh cánh nỗi nhớ nhà, thương cha mẹ già chắc vẫn đang ngóng trông tin con. Còn nói sao, chàng ấy cũng không nguôi nỗi nhớ nhà, ngày càng ủ ê buồn bã héo hon. Xin mẹ hãy chỉ cho con phải làm thế nào. Không ngờ anh ta còn dương vấn trần gian đến thế. Thôi, cứ để cho anh ta ra đi, con cũng chớ buồn làm gì. Ta gặp cha mẹ và em gái xong sẽ trở về ngay, không lưu lại vài ngày đâu, nàng cứ yên tâm. Thôi mà, nàng không muốn nói lời từ biệt ta sao? Chàng nhất quyết muốn về nhà sao? Giật đổi sao dời, kiếp người chóng qua, chàng có về cũng không tìm lại được người cũ cảnh xưa đâu. Chàng hãy ở lại tiên giới đi, nơi đây còn nhiều điều chàng vẫn chưa biết hết. Ta sẽ quay lại. Hay là nàng đi cùng với ta, chúng ta cùng đi ngao du khắp nơi, bất kể là tiên giới hay là hạ giới, chỉ cần đi cùng với nhau vậy là đủ rồi. Chàng biết thiếp không đi được mà. Lần trước thiếp gặp nạn ở hạ giới đã tổn thương nguyên khí rất nhiều, bây giờ rời khỏi tiên giới thiếp có thể không quay về được nữa. Vậy ta quay về rồi còn có thể quay lại gặp nàng nữa không? Thiếp không biết, đảo Nam Nhạc trôi nổi bồng bềnh, việc gặp lại chỉ nhờ duyên trời mà thôi. Chàng hãy bảo trọng, khi nào về đến trần gian chàng hãy lấy ra đọc. Tạm biệt nàng. Đã lâu không đi xa khỏi động tiên làm ta cảm thấy lo. Mai, cháu có biết nhà ông Từ trước kia làm quan tứ phẩm đã về hưu rồi không? Nghe lạ quá Có thể do cháu còn quá bé nên không biết đó. Vậy trong làng có ai họ Từ không? Dạ có. Có một ông họ Từ đang canh giữ đình thần cho làng. Đình thần hả? Nằm ở đâu vậy? Cháu đưa ta đến đó có được không? Được, chú đi theo cháu. Kỳ lạ thật, sao nhà cửa trông vừa quen vừa lạ. Rõ ràng là cái đa đình làng thì quen, mà đường về nhà thì lại không như trước nữa. Đình thần ta cũng mới nghe đây. Đình thần đây nè. Ông ơi ông, có người tìm. Chẳng lẽ là cha mình đến đây giữ đình thần sao? Hả? Người này là ai vậy? Chú ấy tìm người nhà họ Từ. Ông là người nhà họ Từ sao? Đúng vậy, cậu tìm ai? Ông có biết nhà ông Từ trước đây làm quan tứ phẩm không? Vậy ông có biết Từ Thức không? Từ Thức hả? Thuở nhỏ tôi có nghe cha mẹ kể về một cụ tam đại nhà tôi cũng tên là Từ Thức. Ông cụ làm quan lục phẩm đời vua Trần, nhưng sau này từ quan rồi đi vào hang núi mất tích, đến nay cũng đã hơn 100 năm rồi. Vậy bây giờ đang là đời vua nào rồi? Đã qua mấy đời vua Lê rồi chú. Cậu có sao không? Sao cậu lại hỏi về cụ Từ Thức vậy?
Vật đổi sao dời, kiếp người chóng qua, chàng có về cũng không tìm lại được người cũ cảnh xưa đâu. Không, không, Sa Mi hãy khoan biến mất, hãy đưa ta về cùng Giáng Hương đã. Đợi đã. Kết lứa trong mây, duyên xưa đã hết, tìm non tiên nơi khóc bể, dịp khác còn đâu.